Bangkok đang đánh mất hào quang kinh tế khác với Việt Nam. Thái Lan không tranh thủ được xung khắc Mỹ, Trung để thu hút sự đầu tư từ nước ngoài. Quyền lực trong tay tập đoàn quân sự từ năm 2014. Những rạn nứt trong hàng ngũ quân đội khiến Bangkok đang mất lợi thế của một con rồng châu Á. Và những khó khăn đang chờ ở phía trước. 2 tháng sau bầu cử quốc hội, Thái Lan vẫn chưa có chính phủ mới. Thủ tướng mãn nhiệm tướng Prayut Chan-o-cha đã từ chức. Ứng viên duy nhất đứng đầu nội các Pita Limjaroenrat, chủ tịch đảng Tiến Bước, bị điều tra và có nguy cơ mất tư cách nghị viên. Đảng của ông tuy về đầu trong cuộc bầu cử ngày 14 tháng 5 năm 2023 và giành được 152 trên tổng số 500 ghế tại quốc hội. Dù vậy, có thể ghế thủ tướng sẽ được dành cho một đảng khác như là đảng Phiêu Thái, người Thái yêu người Thái của gia đình tỷ phú Thaksin. Được đa số cử tri ủng hộ, đảng Tiến Bước có chủ trương đòi cải tổ chế độ quân chủ nên ít có khả năng nhà vua ban hành sắc lệnh để đảng này điều hành đất nước. Thay thế tướng Chan-o-cha, người ra tranh chức thủ tướng phải hội đủ 372 phiếu của quốc hội lưỡng viện. Khi biết rằng đa số tại thượng viện trong tay phe quân đội và được nhà vua yểm trợ, hy vọng Pita Limjaroenrat trở thành thủ tướng đang thu hẹp lại dần. Trước ngần ấy trở ngại, giới chuyên gia đồng loạt cho rằng toàn cảnh chính trị Thái Lan ít có triển vọng nhanh chóng ổn định. Theo chuyên gia về Đông Nam Á Sophie Boisodorucha, tại Trung tâm Châu Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, một tình huống nảy lửa khi biết rằng liên minh cầm quyền sắp tới giữa hai đảng về đầu trong cuộc bầu cử Thái Lan vừa qua, tức là giữa đảng Tiến Bước và đảng Người Thái yêu người Thái, vốn được thành phần ở nông thôn ủng hộ, sẽ là một mối liên minh tùy theo tình huống. Còn nhà chính trị học Eugenie Marier, giảng dạy tại Đại học Paris 1 nói rõ, về nhì trong cuộc bầu cử, đảng Người Thái yêu người Thái giành được 141 ghế ở quốc hội đã lập tức tuyên bố liên kết với phe của ông Pita, tức là phe đảng Tiến Bước. Mục tiêu của gia đình Thaksin với cô con gái của nhà tỷ phú đang sống lưu vong này trong cương vị chủ tịch đảng là trở lại cầm quyền. Do vậy không loại trừ khả năng đảng Người Thái yêu người Thái đi tìm một điểm tựa khác. Trong hoàn cảnh đó, Thái Lan liệu có thể là một điểm đầu tư an toàn? Giáo sư David Camrose, Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế, ghi nhận Thái Lan đang đánh mất hào quang của một con rồng, con cọp châu Á. Về kinh tế là phông nền trong chương trình của đảng Tiến Bước, đảng này chủ trương dỡ bỏ các đại tập đoàn trong tay các doanh nhân Thái gốc Hoa, mà chính thành phần này thống lĩnh cỗ máy kinh tế Thái Lan. Có từ 70 tới 80% dân số Thái Lan là nông dân, dù vậy các lĩnh vực công nghiệp dịch vụ và phát triển rất mạnh. Hiện tại quốc gia này đang chịu hai áp lực cạnh tranh rất lớn, du lịch Thái Lan, động lực chính đem lại tăng trưởng và chiếm hơn 10% GDP thì đang bị Việt Nam qua mặt. Về công nghiệp, Thái Lan lâu nay được mệnh danh là chiếc nôi của ngành sản xuất xe hơi Đông Nam Á, thì nay đang bị Indonesia cạnh tranh, nhất là trong lĩnh vực sản xuất xe điện. Do Indonesia giàu các loại kim loại hiếm, cần thiết để chế biến các bình điện. Hai thí dụ đó cho thấy Thái Lan đang trong thế kẹt và những khó khăn kinh tế đang ở phía trước. Thêm vào đó, khác với trường hợp của Việt Nam, Thái Lan đã không tận dụng được tình thế trong cuộc đọ sức thương mại Mỹ-Trung. Các doanh nghiệp nước ngoài trên con đường đi tìm những bãi đáp mới thay thế Trung Quốc đã không mấy chú ý đến Thái Lan như là họ đã quan tâm đến Việt Nam. Kèm theo đó là cái vòng luẩn quẩn giữa về kinh tế và nguy cơ bất ổn về chính trị. Giáo sư David Camrose nói, đằng sau những vấn đề kinh tế đó thì còn có khá nhiều hệ quả về mặt xã hội và chúng tác động nhiều đến các tầng lớp trẻ. Tương tự như tại Trung Quốc, nhiều thanh niên Thái Lan có bằng cấp cao nhưng họ không tìm được việc làm xứng đáng. Thất vọng và bất mãn đó nuôi dưỡng tinh thần bài chế độ quân chủ ở Thái Lan. Hồi tháng 4 năm 2023, Ngân hàng Thế giới dự phóng GDP Thái Lan năm nay tăng 3,6% và tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với thành tích 5% trong suốt giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2008. Năm 2021, dưới tác động của đại dịch COVID, kinh tế Thái Lan tụt giảm mất hơn 6%. Xét về chỉ số phát triển con người, Thái Lan bị sụt hạng trong 3 năm liên tiếp. Cơ quan thẩm định tài chính S&P và Ngân hàng Phát triển Châu Á trong báo cáo gần đây nhất ghi nhận kinh tế Thái Lan phục hồi chậm. Trong bản thống kê vừa cập nhật ngày 17 tháng 7 năm 2023, Tổng cục Du lịch Thái Lan ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm, Thái Lan đón 1,4 triệu lượt khách du lịch,
chủ yếu là khách Trung Quốc, Nga và từ các nước láng giềng châu Á xung quanh. Để so sánh, năm 2019 trước Covid, Thái Lan là điểm hẹn của từ 7 đến 10 triệu khách du lịch một năm. Vào lúc mà ngành du lịch bảo đảm từ 15 đến 20% thu nhập cho cả nước tùy theo cách tính. Đây là một khó khăn mà Thái Lan cần nhanh chóng vượt qua. Nhìn đến một lĩnh vực khác là công nghiệp, bảo đảm 1/3 GDP, nhiều nghiên cứu quốc tế báo động chỉ số về năng suất công nghiệp của Thái Lan sụt giảm. Điều đó có nghĩa là cỗ máy sản xuất của nền kinh tế phát triển thứ nhì trong ASEAN được cho là kém năng động. Trở lại với chỉ số tăng trưởng, năm 2022, GDP Thái Lan tăng 3,4% theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, thua xa Việt Nam hay Malaysia, thậm chí thua cả Philippines. Một trong những lý do giải thích điều đó là Thái Lan đã không thu hút được đầu tư nước ngoài như trong trường hợp của Việt Nam. Dưới tác động kép, một mặt là từ dịch COVID-19 và chính sách chống dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc, mặt khác là từ xung đột thương mại Mỹ-Trung, nhiều tập đoàn đa quốc gia bắt đầu di rời cơ sở khỏi Hoa Lục và chọn điểm đến là Ấn Độ hay Việt Nam. Điều bất thường là với cơ sở hạ tầng khá hơn so với nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, nhưng Thái Lan lại không được các doanh nghiệp nước ngoài xem là một điểm đến ưu tiên. Theo nhà chính trị học Eugenie Marier, yếu tố Trung Quốc dường như là điểm bất lợi trong bài toán này. Trong dịch Covid vừa qua, Thái Lan chọn dùng vaccine Trung Quốc, đó chính là điều khiến tập đoàn quân sự đang cầm quyền bị chỉ trích, bởi vì thuốc của Trung Quốc bị đánh giá là kém hiệu quả hơn là của Âu Mỹ. Đó chính là lúc mà công luận ý thức được là chính quyền trong tay Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha từ sau cuộc đảo chính 2014 xích lại gần với Bắc Kinh, cho dù điều đó có bất lợi cho người dân đi chăng nữa. Dù vậy, Bangkok từ trước cuộc đảo chính luôn có lập trường thân Trung Quốc, hoàng tộc cũng rất thân với Bắc Kinh. Song cũng cần nhớ rằng Thái Lan có truyền thống thân Mỹ. Đừng quên rằng Thái Lan từng là thành trì của Mỹ để kiềm tỏa phe cộng sản tại Đông Nam Á trong chiến tranh lạnh. Hoa Kỳ yểm trợ cả từ bên quân đội đến triều đình Thái Lan. Chuyên gia về Đông Nam Á tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp Sophie Boisseau de Rocher giải thích thêm. Vào thập niên 1970, Hoa Kỳ dựa vào cả bên quân đội lẫn gia đình hoàng tộc, thì bây giờ Bắc Kinh lại đi đúng nước cờ của Mỹ. Kèm theo đó là những tác động về tình hình nội bộ Thái Lan như kết quả bầu cử ngày 14 tháng 5 vừa qua cho thấy. Có nghĩa là đa số cử tri không tán đồng cặp bài chung giữa bên quân đội với hoàng gia. Từ năm 2014, Thái Lan đã ngừng các công cuộc cải tổ cần thiết để hiện đại hóa cỗ máy sản xuất, và điều đó đã có lợi cho các đối tác của chính quyền Bangkok trong Hiệp hội Đông Nam Á. Đồng thời, chính quyền Thái Lan đã lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Chỉ nội thí dụ, chính quyền Thái Lan mua tàu ngầm Trung Quốc với cái giá đắt hơn so với thị trường đã làm dấy lên nhiều tranh cãi ngay trong hàng ngũ quân đội. Điều đó cho thấy đang có những rạn nứt âm ỉ bên quân đội. Đó là một sự phân hóa giữa các thế hệ trong giới sĩ quan. Một phe chủ trương kiểm soát, điều hành đất nước bằng mọi giá và một cách không minh bạch, còn bên kia thì cởi mở và tìm cách đưa ra hình ảnh của một đất nước đang lột xác để trở thành một nền kinh tế lành mạnh và hiện đại. Cựu giáo sư khoa học chính trị David Kamrock ghi nhận những khó khăn của kinh tế Thái Lan vẫn ở phía trước. Song quốc gia Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp về chính trị, kinh tế, về dân số và kể cả về địa chính trị. Dân số Thái Lan đang trên đà lão hóa, lực lượng lao động có khuynh hướng giảm từ 2 năm trở lại đây. Ngoài ra, vị trí con rồng châu Á của nước này càng lúc càng bị một số đối tác khác trong ASEAN mà đứng đầu là Việt Nam thách thức. Trong điều kiện đó, giải pháp còn lại là Thái Lan dứt khoát phải nâng cao trị giá gia tăng trong dây chuyền sản xuất, tức là đầu tư nhiều hơn nữa vào giáo dục và cơ sở hạ tầng và nâng cao năng suất lao động. Cùng lúc tương tự rất nhiều các quốc gia khác trong khu vực, Thái Lan cũng cần tránh rơi vào thế phải chọn phe trong cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời tránh để biến mình thành một sân sau của Trung Quốc trên bàn cờ thương mại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.